Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là bản spoiler Only Chapter 1037 cũng đã được xuất bản. Có thể nói Oda đã mở màn chapter đầu tiên của năm 2022 một cách không thể nào tuyệt vời hơn, bao gồm những thông tin được Oda tiết lộ, cùng với đó là những nhân vật liên quan đến trận chiến tại Wano đang dần xuất hiện. Vì sự kịch tính và hấp dẫn của chapter này, nhất là khi những thông tin được tiết lộ về sự xuất hiện của con voi Junesa ngàn năm tuổi đã đến Wano. Vậy cho nên, không chờ cho đến khi những thông tin chi tiết của chapter này ra mắt, nó thôi thúc tôi phải làm nhanh một video nói về chủ đề này. Đó là sự nguy hiểm của Robin sẽ phải đối mặt, và quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của con voi Junesa ngàn năm tuổi ở cuối chapter 1037. Còn như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với video phân tích chapter 1037 vô cùng hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vậy là sau đúng hơn 130 chapter, từ chapter 907 và 908, chúng ta lại thấy sự có mặt của các Ngũ Lão Tinh. Lần trước là cuộc nói chuyện bí mật với Tứ Hoành Săn Tóc Đỏ, và cùng nhau quỳ dưới ngay vàng bỏ trống với sự xuất hiện của Insama. Và lần này Oda đã cho Ngũ Lão Tinh xuất hiện một cách không thể nào bất ngờ hơn, trực tiếp chỉ đạo nhóm CP0 đang tiến gần Wano. Và trong chapter 1037 này, thông qua Ngũ Lão Tinh, chúng ta lại biết thêm rất nhiều những thông tin vô cùng giá trị. Đầu tiên chính là tầm quan trọng của việc truy bắt Nico Robin, thành viên của băng Bú Rơm. Như đã nói nhiều lần trước đó, nhóm Roxie được giao hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách, đó chính là việc truy bắt Nico Robin và biến Wano trở thành một quốc gia nằm dưới sự quản lý của chính quyền thế giới nếu Tứ Hoàng Kaido Bách Thú bị đánh bại. Giờ đây trong bản spoiler thông tin nhanh chapter 1037, một lần nữa Ngũ Lão Tinh lại nhắc đến chuyện đó. Điều này có nghĩa dù thế nào đi chăng nữa, Nico Robin phải bị bắt sau trận chiến tại Wano này kết thúc, vì bọn họ cho rằng Robin chính là chìa khóa của trận chiến tại Wano này. Và theo tôi, nó thật sự đã đúng. Mục tiêu của hai vị Tứ Hoàng Kaido và Big Mom thành lập liên minh với nhau chính là tìm được đường đến của hòn đảo cuối cùng Loguetown. Thế nhưng để đến được đó, ngoài việc tìm được 4 phiến đá Rockmonicalic thì phải có người đọc và giải mã được những phiến đá đó, và người duy nhất có thể làm được chuyện đó chính là Nico Robin. Vậy cho nên ngay lúc này, tính mạng và sự nguy hiểm dành cho Nico Robin là vô cùng lớn. Tuy nhiên tôi cho rằng với việc 2 năm ở cùng buôn cách mạng, chắc chắn Robin sẽ có cách bảo vệ được bản thân của mình trước sự nguy hiểm, rất có thể. Diễn biến tiếp theo chính là sự xuất hiện của con voi Junesa ngàn năm tuổi, mà theo lời của các Ngũ Lão Tinh thì đây là một huyền thoại đối với họ. Và bạn có để ý gì không? Qua cách nói chuyện thì điều này có nghĩa con voi Junesa này đã từng giúp các Ngũ Lão Tinh và các Thiên Long Nhân rất nhiều trong quá khứ, hoặc đã làm điều gì đó có lỗi với gia tộc Kozuki, mà cụ thể là người dân Wano. Rất có thể là trong trận chiến với vương quốc cổ đại hơn 800 năm về trước, mà người dẫn đầu chính là Joe Boy, một người dân của Wano. Quay trở lại với chapter 821 trước đó, trong lúc bị tấn công, Junesa đã nói với Momonosuke rằng thời cổ đại nó đã phạm phải một tội ác, vì vậy cho nên nó đã bị trừng phạt phải bước đi vĩnh viễn, chỉ được phép hành động nếu ai đó ra lệnh, và người đó không ai khác chính là Momonosuke. Vậy cho nên với việc đã giúp cho các Ngũ Lão Tinh và các Thiên Long Nhân chống lại cuộc tấn công của Joe Boy và những liên minh khác bao gồm người dân Wano, Skypiea và tộc người Lunaria của King chiến thắng trong trận chiến 800 năm về trước, cho nên nó đã bị trừng phạt phải bước đi mãi mãi cho đến khi Joe Boy thứ hai xuất hiện, kết hợp với người kế thừa chính thống của gia tộc Kozuki, và người đó không ai khác chính là vua hải tặc tương lai Luffy và Shogun đời tiếp theo của Wano, Kozuki Momonosuke. Và theo tôi, tại Wano này, con voi Junesa sẽ được xóa tội hoàn toàn nếu như Tứ Hoàng Kaido Bách Thú bị đánh bại và đảo quỷ Onigashima đã xuống thủ đô Hoa, và chính Junesa sẽ dùng cái vòi của mình để cứu lấy đảo quỷ Onigashima, giúp người dân Wano vô tội thoát chết. Và theo tôi, đã được xem là hành động để nó được xóa tội hoàn toàn, rất có thể. Ngoài ra với việc Zunesha xuất hiện tại Wano thì tôi khá chắc chắn rằng giọng nói mà Momonosuke đã nghe được ở chapter 1014 trước đó chính là của con voi Zunesha, và hiện tại Momonosuke chính là người có mối quan hệ mật thiết nhất với con voi này. Vì trong chapter 822 sau đó, Momonosuke đã nói rằng mình sẽ dành thời gian rất nhiều để nói chuyện với nó. Vậy cho nên thông qua Momonosuke, chúng ta sẽ biết rõ hơn những gì đã xảy ra tại thời cổ đại 800 năm về trước. Thật sự rất đáng mong chờ. Cho nên là những giả thuyết cũng như phân tích nhanh của tôi về chapter 1037 vô cùng hấp dẫn. Và thông tin chính đó là sự xuất hiện của con voi Junesa tại Wano. Tôi hy vọng anh em thích nhận video mới này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.